Xin chào các bạn đến với kênh Được Nguyễn Đất Sản. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một căn nhà sổ hồng riêng hẻm 1716 Huỳnh Tấn Phát, Nhà Bè. Diện tích là 4x16, 64m², xây một trệt một lầu, hai phòng ngủ và ba toilet. Các bạn nhìn thấy không? Phòng bếp, phòng khách là nội thất là như hình luôn nha. Phòng khách rộng, nhà bếp cũng rộng nữa, nội thất thì để lại như hình luôn nha. Phòng ngủ rất là rộng nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của mình. Cảm ơn các bạn, nếu thấy hay hãy cho mình một like, một comment và một sub. Cảm ơn các bạn rất nhiều.